Tiếp theo chương trình hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Chi hội Doanh nghiệp xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn đã tổ chức lễ ra mắt chính thức Ban chấp hành lâm thời. Đây là Chi hội Doanh nghiệp cấp xã đầu tiên của huyện Hóc Môn. Việc thành lập Chi hội Doanh nghiệp xã Nhị Bình là một bước phát triển của đội ngũ doanh nghiệp xã. Đây sẽ là mái nhà chung tập hợp các doanh nhân, doanh nghiệp trẻ trên địa bàn cùng hỗ trợ nhau trong phát triển nghề nghiệp. Hơn nữa, giao lưu hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, qua đó giúp phát triển từng doanh nghiệp thành viên nói riêng và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã nói chung. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Luận, Chủ tịch Chi hội Doanh nghiệp xã cho biết, sự đồng hành, chia sẻ của chính quyền huyện Hóc Môn và sự nỗ lực của chính quyền xã Nhị Bình đã giúp vận động các doanh nghiệp trên địa bàn xã Nhị Bình liên kết, đưa đến những hợp tác tốt đẹp. Đây là Chi hội Doanh nghiệp xã đầu tiên của huyện và sự thành lập này cũng là một việc làm thiết thực nhằm gắn kết và hỗ trợ giữa các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với nhau để có được cơ hội cùng nhau phát triển.